Từ trước đến nay, người ta luôn cho rằng bóng đá là một môn thể thao không được ưa chuộng tại Mỹ. Và ngay chính cả đội tuyển quốc gia nước này cũng chỉ là một đội tuyển hạng trung bình nếu xét ra trên bản đồ thế giới, cũng như là một đội bóng lót đường tại các kỳ World Cup. Thế nhưng, nếu nhìn lại chất lượng của những cầu thủ đến từ Mỹ ở thời điểm hiện tại, có lẽ một số người trong chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại. Đội tuyển quốc gia nước này hiện đang có Captain America, đội trưởng Mỹ Christian Pulisic, ngôi sao sáng của Chelsea, tiền vệ trung tâm Weston McKennie, người vừa chuyển tới Juventus từ Schalke 04, Giovanni Reina, cầu thủ được xem là Pulisic 2.0 của Dortmund, hay Tyler Adams, một trong những nhân tố góp phần giúp Rasenborgsbo Leipzig tạo nên kỳ tích khi vào đến bán kết Champions League mùa giải vừa qua. Và thêm một cái tên nữa, đó là Sergio Nodas, hậu vệ phải đầy tiềm năng của bóng đá thế giới. Thời gian vừa qua, cả Barcelona lẫn Bayern Munich đều cạnh tranh cực kỳ gay gắt để có được hậu vệ phải sinh năm 2000 từ Ajax. Vậy, tại sao một cầu thủ trẻ mới chỉ 19 tuổi đến từ nước Mỹ lại nhận được sự quan tâm sát sao của hai ông lớn bóng đá châu đến vậy? Sau đây, hãy cùng cả bóng đá đi tìm câu trả lời. Chỉ mới vừa được đôn lên đội 1 ngay trong mùa giải vừa qua từ U21, thế nhưng Sergio Nodas đã ngay lập tức tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình chính của Ajax. Những màn trình diễn đầy tự tin của Das đã mở ra một tương lai đầy rực sáng cho anh. Barcelona và Bayern là hai ông lớn đang theo sát sao từng bước đi của thương vụ này, nhưng chắc chắn sẽ không dễ để có được Sergio Nodas với mức giá quá rẻ. Và các nguồn tin trước đó cho biết, Ajax đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị 20 triệu euro dành cho tài năng của họ. Sergio Nodas có mẹ là người Hà Lan, cha là người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Điều này đồng nghĩa với việc Sergio Nodas hoàn toàn có thể chọn khoác áo một trong hai đội tuyển là Hà Lan hoặc Mỹ. Thực tế, Das sinh ra tại Hà Lan và đã gắn bó với nơi này cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Sergio Nodas lại quyết định chọn khoác áo tuyển quốc gia Mỹ hồi tháng 10 năm 2019 thay vì Hà Lan. Đó là quyết định hoàn toàn có thể hiểu được của chàng trai sinh năm 2000. Lý do là bởi thời điểm đó, Sergio Nodas vẫn chưa thực sự được trình làng rộng rãi khi anh mới chỉ có được những cơ hội đầu tiên khoác áo đội 1 Ajax. Mà nếu Das chọn đội tuyển Mỹ thay vì Hà Lan, anh sẽ được đảm bảo một vị trí trong đội hình này. Bên cạnh đó là sự trỗi dậy của những tài năng trẻ mang quốc tịch Mỹ, hoàn toàn có thể biến đội tuyển quốc gia nước này trở thành một đội bóng ngựa ô tại những giải đấu lớn trong tương lai. Xuất phát điểm ban đầu của Sergio Nodas là một học viên của lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Amiens City. Sergio Nodas đã tạo ấn tượng để các tuyển tập viên của Ajax Amsterdam mang cậu về với câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Hà Lan. Ngày 27 tháng 7 năm 2019, sau khi vượt qua các cấp bậc của đội trẻ Ajax, Sergio Nodas có lần đầu tiên ra mắt đội 1 Ajax trong một trận đấu chính thức ở cuộc đối đầu với PSV trong khuôn khổ Johan Cruyff Shield 2019. Và chỉ chưa đầy một tháng sau đó, tài năng trẻ mang hai dòng máu Mỹ, Hà Lan đã đánh dấu lần đầu tiên của mình tại giải vô địch quốc gia trong chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Emden của Ajax. Kể từ đó, Sergio Nodas đã ngay lập tức gây ấn tượng với huấn luyện viên Erik ten Hag và vị chiến lược gia người Hà Lan đã không ngần ngại tạo mọi cơ hội cho hậu vệ phải sinh năm 2000 được phát triển đúng cách nhất như những bậc đàn anh đã vươn ra trời Âu trước đó. Sau 20 lần ra sân ở đấu trường cao nhất bóng đá Hà Lan, Das đã có 5 pha kiến tạo cũng như thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt bên hàng lan phải. Không chỉ có vậy, nếu xét rộng ra trên mọi mặt trận, Sergio Nodas còn được trao cơ hội ở cả những đấu trường lớn như Champions League hay Europa League với số phút ra sân tại những trận đấu chính thức ở hai đấu trường này là 584 phút. Đó quả là một con số không hề tồi với một cầu thủ trẻ có mùa giải đầu tiên được ra mắt của một câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Đi sâu vào các con số thống kê, Sergio Nodas có được một vị trí đủ tốt nếu so sánh với những hậu vệ cánh kỳ cựu tại Eredivisie trong mùa giải trước, nếu xét về chỉ số kiến tạo kỳ vọng và bàn thắng kỳ vọng. Cứ mỗi 90 phút, cầu thủ người Mỹ có được 0.12 kiến tạo kỳ vọng, đạt top 10 giải đấu và 0.7 bàn thắng kỳ vọng, đạt top 5. Với hai con số thống kê ấn tượng này, chúng ta có thể thấy số bàn thắng kỳ vọng cũng như kiến tạo kỳ vọng của Sergio Nodas chỉ ở mức trên trung bình và không quá cao. Tuy nhiên, với một hậu vệ cánh và sinh năm 2000, đó là một dấu hiệu quá tốt. Và giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đến với thống kê cực kỳ quan trọng với những hậu vệ cánh, đó là khả năng của những quả tạt. Là một hậu vệ cánh ít hay nhiều, những quả tạt bóng chính là thước đo cho những pha hỗ trợ tấn công, mà minh chứng rõ ràng nhất là bộ đôi Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson đã vươn lên trở thành cặp hậu vệ biên hàng đầu châu Âu nhờ vào khả năng tạt bóng cực kỳ đẳng cấp. Trên đây là đồ thị biểu diễn các quả tạt bóng với đích đến là vòng cấm địa và các quả tạt trong 90 phút tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Có thể thấy rằng Sergio Nodas không có quá nhiều đường tạt bóng trung bình mỗi 90 phút, nhưng điều vượt trội của cầu thủ trẻ người Mỹ chính là sự hiệu quả trong những pha tạt bóng mà anh mang lại. Số quả tạt bóng vào vòng cấm đối phương trong mỗi 90 phút của Sergio Nodas xếp trên mọi hậu vệ cánh còn lại ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Bên cạnh đó, Das cũng không phải là một hậu vệ biên có thể mang đến nhiều đường chuyền vào khu vực 1/3 sân cuối hay những đường chuyền góc lối chơi để tận tiến quả bóng lên trên. Lý do là bởi Sergio Nodas
thuộc mẫu hậu vệ biên sử dụng tốc độ và sự cơ động trong những tình huống di chuyển của mình để gây khó khăn cho đối phương. Ở biểu đồ này, ta có thể thấy Das xếp thứ 3 về khả năng đi bóng và đứng thứ 4 về độ thành công trong các cuộc đấu tay đôi mỗi 90 phút. Điều này cho thấy Das sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào trên sân. Đó là sự tự tin cần có của một hậu vệ cánh tiềm năng. Sergino Das rất mạnh trong những cuộc đấu tay đôi lẫn đi bóng, hoặc là những pha di chuyển để thực hiện một pha chồng biên tạo lợi thế 2-1 với cầu thủ đối phương. Sự chủ động trong những khâu tấn công mà hậu vệ phải sinh năm 2000 thể hiện chính là những pha chạy chỗ để kéo giãn chiều rộng sân của đội bóng của mình. Không chỉ là những pha chạy chỗ không bóng thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương để nhận bóng, mà những bước chạy thông minh của Das còn nhằm khai thác không gian và mở ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của đối thủ. Đây là một ví dụ về khả năng di chuyển không bóng của Das. Trước đó, hậu vệ cánh này đứng ở hành lang trong, và khi Hakim Ziyech bó từ hành lang cánh vào trung lộ, Das ngay lập tức chuyển sang cánh với một đường chạy công để ngăn cản các hậu vệ đối phương phạm lỗi. Và thế là Sergino Das có cho mình một vị trí cực kỳ thuận lợi khi không còn một cầu thủ áo trắng nào có thể ngăn cản nếu Ziyech thực hiện một đường chọc khe cho anh băng xuống đối mặt với thủ môn. Trong hệ thống của Ajax, Sergino Das thường được sử dụng như một invert fullback, tức hậu vệ biên nghịch. Đây là một vai trò đã được chiến lược gia đại tài Pep Guardiola sử dụng rất thuần thục với những hậu vệ biên của ông như Kyle Walker nơi hành lang cánh phải hay João Cancelo bên hành lang trái, nhằm mục đích đánh chiếm khu vực hành lang trong, nơi có thể tạo ra những đòn sát thương cực kỳ cao trong bóng đá hiện đại. Và kiểu bố trí này đã được Erik ten Hag giao cho Sergino Des đảm nhận tại Ajax trong mùa giải vừa qua. Đây là một minh chứng cho thấy vai trò của cầu thủ người Mỹ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật tốt mà còn phải di chuyển với một cường độ rất cao cũng như tính liên tục suốt cả trận đấu. Đây là một ví dụ khác về việc Des chiếm vị trí hành lang trong trạng thái có bóng của Ajax. Ở tình huống này, một cầu thủ đối phương ngay lập tức áp sát và gây áp lực cho anh. Nhận bóng ở hành lang trong đó là một nhiệm vụ khó khăn và Sergino Des lại khéo léo thực hiện một pha xử lý xoay người sang trái để thoát khỏi pressing. Trên thực tế, khu vực hành lang trong kiểu này chính là nơi Sergino Des yêu thích với kiểu di chuyển không bóng quen thuộc của anh. Sự kết hợp này cho phép cầu thủ sinh năm 2000 không chỉ kéo giãn hàng thủ đối phương mà đồng thời còn tìm kiếm khoảng trống thuận lợi cho mình cũng như các đồng đội. Thêm vào đó, Sergino Des luôn chọn những vị trí khác nhau cho phép anh tự tạo khoảng trống cho mình. Một trong số đó là mở rộng cơ thể nhận bóng với cái chân trái nhận bóng từ phía sau và kéo lên trước để khống chế tốt nhất quả bóng trong phạm vi hẹp. Ngoài ra, Das còn có thể lùi về trung tâm để nhận. Điều này càng làm tăng thêm sự khó đoán cho đối phương trong việc bắt bài. Ở khâu phòng ngự, Sergino Das chỉ dừng lại ở mức khá. Anh thực hiện trung bình 7 cú đánh chặn, cũng như có 7,7 lần tắt bóng thành công trong những tình huống tranh chấp phòng ngự với đối phương mỗi 90 phút. Đây là những con số thống kê ở mức trung bình dành cho một hậu vệ cánh tại giải Hà Lan. Và một nhược điểm có thể kể đến chính là khả năng tranh chấp trên không với chỉ 25% số lần chiến thắng. Như vậy, có thể thấy rõ ràng rằng phòng ngự không phải là điểm mạnh của Sergino Des. Thay vào đó, cầu thủ sinh năm 2000 đặc biệt xuất sắc trong khả năng tấn công thông qua việc di chuyển trong cả trạng thái có bóng lẫn không bóng, tạt bóng, sử dụng kỹ thuật qua người, xâm nhập vòng cấm, hỗ trợ đồng đội mình trong khâu tấn công. Xu hướng của bóng đá hiện đại không chỉ là những hậu vệ biên phải biết tham gia tấn công mà còn phải hỗ trợ tấn công một cách cực kỳ xuất sắc. Đã qua rồi cái thời những hậu vệ cánh chỉ biết án giữ nơi mặt trận phòng ngự. Hãy nhìn vào đội hình của nhà vô địch Champions League trong khoảng 5 mùa giải trở lại đây. Tất cả họ đều có chỉ mình những cặp hậu vệ biên vô cùng xuất sắc. Đó là Dani Alves, Jordi Alba của Barcelona năm 2015, Dani Carvajal, Marcelo của Real Madrid từ 2016 đến 2018, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson của Liverpool 2019 và mới nhất là Joshua Kimmich hay Benjamin Pavard kết hợp cùng Alphonso Davies của Bayern Munich 2020. Với Bayern Munich, nhà đương kim vô địch châu Âu nhắm đến Sergino Des như một phương án cạnh tranh trực tiếp cho Benjamin Pavard nơi cánh phải, khi mà Kimmich gần như sẽ được trả về vị trí mà Thiago Alcantara bỏ lại nơi tuyến giữa. Còn với Barca, họ đã bán đi Nelson Semedo với giá 30 triệu euro cho Wolverhampton để từ đó quyết tâm mang về một hậu vệ phải đích thực thay vì cứ mãi đặt niềm tin vào Sergio Roberto. Dù có lẽ Bayern mới là những người tiếp cận trước, nhưng Barca mới là đội bóng mà Sergino Des mong muốn được khoác áo, khi trong một bức hình được đăng tải trước đó, Des đã mặc một chiếc áo khoác Barca. Và cũng rất nhiều nguồn tin cho biết Barca và Des đã đạt được thỏa thuận cá nhân và việc anh gia nhập Camp Nou chỉ còn là vấn đề thời gian, khi bản thân giữa Barca và Ajax từ xưa đến nay luôn giữ được một mối quan hệ vô cùng mật thiết. Chỉ với một mùa giải ra mắt đội một Ajax, Sergino Des giờ đây đang khiến các ông lớn cạnh tranh gay gắt để có bằng được chữ ký của anh bằng mọi giá. Một cuộc chiến nữa giữa Barca và Bayern lại nổ ra, nhưng lần này có vẻ như mọi thứ lại cân bằng hơn. Dù có đến Barca để trở thành một Dani Alves 2.0 hay cặp đến Allianz Arena của hôm sáng để tận hưởng những vinh quang của ông lớn nước Đức, thì chắc chắn rằng tương lai của Sergino Des, cầu thủ mang hai dòng máu Mỹ, Hà Lan, sẽ vô cùng sáng lạn, bởi anh đang đi trên con đường
trở thành một trong những tài năng hàng đầu của bóng đá thế giới.